Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh từng là người rất gắn bó và tâm huyết cùng Bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai trong thời hoàng kim của đội bóng Phố Núi. Ông Vinh từng giữ chức giám đốc kỹ thuật kiêm cố vấn kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai. Thêm vào đó, ông Vinh từng giữ vai trò quan trọng trong khâu tuyển chọn cầu thủ khóa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Theo nhiều chuyên gia, việc mời ông Nguyễn Văn Vinh đến Pleiku tham gia cố vấn để kịp thời vá con thuyền sắp đắm Hoàng Anh Gia Lai là hoàn toàn hợp lý. Bởi trong lúc các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đang mất phương hướng thì rất cần một chuyên gia giàu kinh nghiệm như ông Vinh.